Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 7 tháng 6 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến mới rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là dòng quế lan hương, dòng quế trắng tháng 8, một cái dòng lan được coi là đệ nhất hương hoa. Hiện tại thì đang chuẩn bị đi vào mùa nụ mùa hoa rồi, tức là khoảng tầm nửa tháng cho đến một tháng đổ lại thì em nghĩ rằng là cây sẽ bắt đầu là cho nụ hết cô chú anh chị nhé. Và cái dòng này là quế lan hương lá lướt, em xin phép được bán với giá là 300.000 cho 1 kg quế lan hương lá lướt. Còn nếu như cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm những cây quế lan hương hàng lá xếp đẹp thì em có những cái hàng mà em đã chia theo từng hình, và lát nữa thì em sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình để cô chú anh chị có thể lựa chọn. Và sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương tam bảo sắc hoa vàng. Cái hàng về đẹp lung linh như thế này, lô này về thì cây rất là lớn của chính chị nhé. Dòng dáng hương tam bảo sắc hoa vàng thì với mùi hương cực kỳ là đậm đà, gần như là bằng hoàng nhạn tháng 8 luôn, gần như bằng hoàng nhạn luôn cô chú anh chị ạ. Và có những cái bông hoa nó cũng vàng đậm như là cái hoàng nhạn luôn, là cực kỳ là đẹp nhá. Dòng dáng hương tam bảo sắc hoa vàng này thì em xin phép được bán với giá là 170.000 cho 1 kg. Hàng về tươi roi rói và cái lô hàng tuyển chọn những cây rất là cây khá là to và đẹp. Tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan hỏa hoàng cam. Cái dòng hỏa hoàng cam thì hàng rất là hiếm hoi, nói chung là gọi là khách ruột thì khách ruột ấy, thì người ta mới có thì người ta mới nhường lại cho thôi, và cũng có một ít hàng như thế này thôi. Em bán với giá là 300.000 cho 1 kg hỏa hoàng cam của chú ý chị nhé. Em sẽ bán từ 0,3 kg, 0,2 kg đi cô chú anh chị. Và sang bên này đây là dòng lan vẩy rồng của vùng Cao Bằng với những giả hành bé nhỏ. Hiện tại thì một số cây đang bắt đầu là cho nụ này cô chú anh chị này. Đấy, cái dòng lan vẩy rồng của vùng Cao Bằng thì hoa thường là rất là đậm màu, với những cái giả hành thì nó có phần là bé hơn những vùng miền khác. Đấy, hàng thì em đã chọn lựa xanh tươi rất là đẹp như thế này. Em bán vẩy rồng của vùng Cao Bằng với giá là 140 cho 1 kg. Sang bên này đây là lô dáng hương quế tím, hàng đẹp mộng mơ luôn cô chú anh chị này. Dáng hương quế tím nhá, em xin phép được bán với giá là 160.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg ạ. Và tiếp sang bên này đây là kiếm tiên vũ của vùng rừng Tây Ninh, nơi mà có thể sổ ra rất là nhiều những cái mặt bông đẹp tuyệt vời luôn ạ. Tiên vũ vùng rừng Tây Ninh là những cái cây đã tuyển chọn mặt với những cái thân lá to láng và côn lùn rất là đẹp. Em bán với giá là 110.000 cho 1 kg thôi. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan kiếm tương tư hồng với cái sắc bông hoa hồng rất là đẹp cô chú anh chị ạ, và cực kỳ là sai bông nữa. Em bán với giá là 160.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng lan kiếm bích thủy, hay còn gọi là kiếm hồng hoàng. Hai dòng lan này thì đang chuẩn bị đi vào cái mùa hoa đấy ạ. Bích thủy cũng có thể sổ ra rất nhiều những mặt bông đẹp. Em bán với giá 80.000 cho 1 kg và 150.000 cho 2 kg cô chú anh chị nhé. Đây là cái mặt bông của dòng lan kiếm tương tư hồng này. Và bên này sẽ là cái mặt bông của cái dòng lan quế tím, hoa rất là thơm cô chú anh chị ạ. Với những cái chậu chỉ đấy, cô chú anh chị thấy là chỉ cần vài cái thân như thế này thôi mà người ta đã có một cái tác phẩm quế tím rất là đẹp như này rồi. Và sang bên này đây sẽ là huyết nhung vàng với những cái cần hoa vươn cao, hoa 5 cánh vàng như những ánh sao đêm. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg cái dòng lan này cô chú anh chị nhé. Huyết nhung vàng ạ, một cái dòng lan phân bố khá là hẹp. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương đuôi sóc, những cái cây dáng hương đuôi sóc hàng lá xếp cực kỳ là xinh luôn cô chú anh chị này.
Đó, cây không quá lớn và cũng không quá nhỏ. Hàng tuyển chọn những cây xếp rất là đẹp như vậy. Em bán với giá 120.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng phi hạc với những bông hoa cực kỳ là sắc nét đẹp tuyệt vời như này, rất là bền, dễ thuần, dễ chăm. Và hàng hiện tại thì cũng đang chuẩn bị đi lên cái mùa mầm mới nên cô chú anh chị hết sức yên tâm cho em. Em bán với giá là cái dòng lan này 140.000 cho 1 kg ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan dáng hương bạch nhạn. Hiện tại một số cây thì đang có nụ như thế này, lá căng mướt rất là tuyệt vời luôn. Dáng hương bạch nhạn em bán với giá 170.000 cho 1 kg. Đấy, cho ai yêu mến cái dòng hoa màu trắng với sắc hương dịu dàng tuyệt vời luôn đấy ạ. 170 cho 1 kg em sẽ bán từ 0,3 kg. Và hôm nay thì em cũng về cái lô dáng hương đuôi chồn, hàng rất là ít thôi cô chú anh chị ạ. Đấy, cái mùa này đang là cái mùa hoa nên cũng là cái mùa mà cô chú anh chị ghép những cây đuôi chồn đẹp tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Dáng hương đuôi chồn em xin phép bán 180.000 cho 1 kg. Nói chung là cây không có lớn đâu cô chú anh chị nhé, nhỡ nhỡ vừa tầm thôi ạ. Đó, năm thế này thì cái dáng hương đuôi chồn này rất là hiếm hoi, chắc là nhà vườn người ta cho vào vườn nhiều quá nên là rất là ít hàng. Còn bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hồng, cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng nhất điểm hồng hiện tại đang rất là sai bông để cô chú anh chị cảm nhận được cái vẻ đẹp của dòng lan nhất điểm hồng này. Hoa thì cánh trắng nuột nà luôn và cái họng điểm một xíu hồng đó, cánh trắng không tì vết và cái họng điểm một xíu hồng rất là đẹp như thế này, cánh sáp bóng, bông hoa khá là lớn đẹp cô chú anh chị ạ. Nhất điểm hồng này em bán với giá là 120.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn thì thời điểm bây giờ đang bắt đầu sẽ lên những cái mùa mầm chồi non tơ mới đây cô chú anh chị này. Đó, hoàng thảo xoắn đang lên chi chít là mầm luôn ạ. Đang là mùa mầm mới của dòng lan hoàng thảo xoắn này. Thì nói chung là cái cây này thì hiện tại là không được đẹp mã, lá rụng rất là nhiều. Tuy nhiên thì hàng này đảm bảo cây giống cho cô chú anh chị. Đấy, thân cây khỏe đẹp và hàng đang lên mầm, cô chú anh chị mua thì phải nói là siêu lợi cân cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 100, hàng này em xin phép được bán với giá là 230.000 cho 1 kg hoàng thảo xoắn ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo đơn cam, cô chú anh chị nhìn thấy là hiện tại cây đang lên những mầm chồi tơ mới như thế này. Đó, đẹp, nên là cô chú anh chị yên tâm nhé. Cái mùa rất là đẹp để cô chú anh chị có thể ghép và sưu tầm cho mình những cây hoàng thảo đơn cam. Em bán với giá là 620.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg đấy ạ. Bán từ 0,2 mà là em bán từ 0,1 luôn. Bởi vì cái hàng đơn cam này thân nó ngắn mà, và hàng khô ráo như vậy nên là sẽ được rất là nhiều. Và tiếp sang bên này thì em có cái lô hài mốc hồng ạ. Một cái lô như vậy thì chắc chắn là phải trên tầm 50 cây trở lên ạ. Giá em bán chỉ có 45.000 thôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hài Helen, mệnh danh là những nàng công chúa tóc vàng, cực kỳ là sai bông, dễ thuần, dễ chăm ở tất cả mọi vùng miền và rất là sai hoa cô chú anh chị nhé. Cái dòng hài Helen này thì em gọi đây là lô số 1 cực kỳ là nhiều luôn. Đó, cô chú anh chị về thời điểm bây giờ cô chú anh chị về trồng ấm chậu là nó sẽ chuẩn bị đi vào cái mùa nụ mùa hoa của nó rồi đấy. Cô chú anh chị cùng ngắm lại cái mặt bông của dòng quế tím rất là đẹp luôn. Và một cái lô như vậy này, một cái lô như thế này thì em xin phép được bán với giá là 90.000. Đây gọi là lô số 1. Lô số 2, lô Helen số 2 này em cũng xin phép được bán với giá là 90.000. 90.000 cho lô số 2. Và lô số 3 khá là nhiều dề đẹp tuyệt vời như thế này, em cũng bán với giá chỉ có 90.000 thôi. Và bên này sẽ là dòng lan hài Trần Liên. Dòng lan hài Trần Liên thì có lẽ cô chú anh chị nào mà đam mê dòng lan hài chắc chắn là không thể nào bỏ qua cái dòng lan hài Trần Liên này rồi. Cái dòng lan hài Trần Liên em xin phép bán một lô như vậy với giá là 90.000 thôi cô chú anh chị nhé. Chắc là cô chú anh chị cũng phải làm được tầm 3 chậu ạ. Và bình thường người ta bán một chậu vài cây thôi, 3-4 cây thôi, chắc là người ta cũng đã bán một cái giỏ thuần là trên 100.000. Mà ở đây thì cái hàng này thì rất là dễ trồng luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, thì cô chú anh chị lấy mỗi phần một phần như thế này, giá có 90.000 cô chú anh chị thoải mái làm được khoảng tầm 2 chậu hoặc là 3 chậu nhé. Và sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng. Với loại lan thì khi mà cô chú anh chị mới ghép thì sẽ khá là khó chịu bởi vì cái thân nó nhỏ và khá là rối cô chú anh chị ạ. Nhưng mà khi mà cô chú anh chị ghép được rồi thì nó sẽ không phụ công cô chú anh chị. Đây là những giò lan hoàng thảo nghệ tâm, cô chú anh chị thấy là nó đẹp tuyệt vời như thế này này. Đó, thân nhỏ bé nhưng mà hoa cực kỳ là sai bông và bông huê, hoa thì không hề nhỏ một chút nào nhé. Đây chính là những giò hoàng thảo nghệ tâm. Đấy, và mỗi một lô nghệ tâm như thế này đủ cô chú anh chị có một cái
giò rất là đẹp để mà thưởng thức rồi. Hiện tại cây đang bắt đầu lên những mầm chồi tơ mới này, cô chú anh chị này. Em bán một lô như vậy với giá là 50.000 cho một lô thôi cô chú anh chị nhá. Em thấy là nhiều nơi chắc là người ta phải bán một lô như vậy khoảng tầm 100. Bên này thì em có một cái giò hoàng thảo nghệ tâm. Cái hàng này hàng nguyên bản hay là cái hàng mà dân người ta ghép thì em cũng không biết đây. Em thấy là người ta cắt ở ở cây ra như thế này. Và cái giò hoàng thảo nghệ tâm này về cô chú anh chị chỉ việc treo lên cái giá thể cực kỳ là chắc chắn ạ. Váy giò hoàng thảo nghệ tâm này thì em xin phép được bán với giá là 120.000, cực kỳ là đẹp cô chú anh chị nhá. Cái giò hoàng thảo nghệ tâm này rất là đẹp luôn. Em bán 120.000. Đấy cô chú anh chị nhìn này. Đấy thuần rất là đẹp như thế này nhá. Đấy, một cái giò nguyên bản rất đẹp như vậy em bán với giá là 120.000 cho cái giò hoàng thảo nghệ tâm này. Đấy, nếu như cô chú anh chị nào mà lười ghép thì lấy cái giò này thì quá là tuyệt vời luôn ạ. Và bên này đây thì em có một cái lô hoàng thảo Henry. Cũng chuẩn bị đi vào cái mùa hoa của hoàng thảo Henry nhá. Một cái dòng lan phân bố khá là hẹp. Cả lô Henry này em bán với giá là 60.000. Và bên này là một cái lô long nhãn, hoàng thảo long nhãn. Cái lô long nhãn này không biết là có lẫn Henry hay không, hay là bên này cũng Henry lẫn long nhãn gì đó. Em bán cái lô này với giá là 30.000. Cô chú anh chị được một chậu đẹp rồi ạ. Sang bên này thì em có 3 lô gà tròn của vùng Cao Bằng. Mỗi một lô như thế này đủ cô chú anh chị có một cái giò to đẹp tuyệt vời. Mỗi một lô như vậy em bán 100.000, lô 1, lô 2. Đây lô 1, lô 2 đồng giá 100.000. Và lô số 3 em xin phép được bán với giá 80.000, nó nhỏ hơn ít hơn một chút xíu nhá. Và bên này là một cái lô nhất điểm hồng, cái lô nhất điểm nhất điểm hoàng trước em bán cả lô này với giá là 40.000. Sang bên này đây là những cái cây hồ điệp, những cái chậu hồ điệp cực kỳ là xinh đẹp ở đây, hiện tại đang nở hoa đẹp tuyệt vời như thế này. Và một cái chậu hồ điệp, đây là hồ điệp mãn thiên hồng với sắc hoa tím hồng vô cùng là quyến rũ. Hiện tại thì nó đã nở hoa hết rồi, nhưng cô chú anh chị chơi hồ điệp thì biết rồi ạ. Độ bền của dòng này là trên tầm 3 tháng, 2 tháng hơn trên 3 tháng. Nên là hiện tại là cây nó đang nở hoa như thế này thì thoải mái cô chú anh chị về chơi chơi đến cả tháng hơn 2 tháng nữa cô chú anh chị nhá. Phải chơi tầm 2 tháng nữa, thoải mái chơi 2 tháng nữa. Đó. Và một cái chậu như thế này cô chú anh chị có thể trưng trong phòng khách, phòng làm việc hay là trong phòng ngủ đều vô cùng là xinh đẹp. Đó. Tạo ra một cái không gian rất là tuyệt vời cho cái không gian của không gian của gia đình ạ. Ở đây thì một cái chậu như vậy em chỉ bán có 70.000 thôi cô chú anh chị nhá. Một cái chậu hồ điệp mãn thiên hồng như vậy với giá 70.000. Và bên này sẽ là dòng lan hồ điệp vàng công chúa. Đó. Hồ điệp vàng công chúa này cô chú anh chị này, mỗi một chậu như vậy là 2 cần hoa. Cái màu sắc này cũng rất là tươi sáng và rất là đẹp. Một chậu như vậy em cũng bán có 70.000. Và nếu như cô chú anh chị nào mà lấy từ 5 chậu em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị luôn nhé. Đó. Rất là tuyệt vời luôn. Để trong phòng khách hay phòng làm việc đều rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Đấy, sau khi mình cắt cành rồi thì cô chú anh chị vẫn có một cái chậu lan ngắm thân lá cũng rất là xinh. Còn sang bên này đây sẽ là những cái dòng lan cắt lai A, dòng cắt một lá bông đại cô chú anh chị nhé. Mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan. Ở đây em có màu vàng cam lưỡi tím, màu vàng, đây là một màu màu vàng và lưỡi cũng vàng này. Còn bên này sẽ là màu màu vàng cốm lưỡi tím cô chú anh chị ạ. Đấy. Và bên này sẽ là màu tím phớt hồng này, màu tím phớt hồng. Nói chung là ở đây thì khá là nhiều cái những cái màu sắc. Và mỗi một màu sắc như thế này thì em thấy là có một cái điều thú vị, đó là có mùi hương thơm khác nhau cô chú anh chị nhá. Có mùi mỗi một cây, mỗi một loài hoa mặt bông như thế này lại có một cái mùi hương khác nhau cô chú anh chị ạ. Rất là thơm, cái mùi nào cũng thơm, hương thơm tuyệt vời mà lại có cái độ hương của nó có cái phần là khác nhau. Và đồng giá một chậu như thế này, một chậu như thế này hiện tại thì đang nở hoa rồi nên cô chú anh chị sẽ có thể chọn được chuẩn màu hoa. Em bán với giá là 130.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Em đứng ở đây mà cái mùi hương thơm ngào ngạt luôn. Và sang bên này đây thì em có cái chậu lan, đây là chậu lan nữ hoàng bóng đêm với bông hoa trắng nuột nà và hương thơm rất là quyến rũ. Em bán một chậu nữ hoàng bóng đêm như vậy với giá là 80.000 cho một chậu. Mặt bông nào, cái dòng cát thì mặt bông nào cũng rất là xinh đẹp luôn như thế này cô chú anh chị này. Và cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu cát em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là những cái bảng giả hạc Pháp đẹp tuyệt vời. Cô chú anh chị cùng em ngắm những cái bảng giả hạc Pháp ở đây. Một bảng giả hạc Pháp như vậy thì nó cũng sẽ rơi vào ít nhất là 7-8 thân hoa. Và chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có một cái suối hoa hồng đẹp tuyệt vời ở cái Tết này cô chú anh chị nhé. Và một cái bảng như vậy em chỉ bán có 160.000 cho một cái bảng giả hạc Pháp này thôi. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ. Những cái chậu trầm rồng đỏ em bán với giá chỉ có 140.000 cho một cái chậu trầm rồng đỏ. Nó rơi từ ít nhất là 3 thân ạ. Ít nhất là 3 thân cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị biết rằng riêng dòng trầm rồng đỏ này bình thường hàng hoa Tết người ta bán mỗi một thân là 100.000 đúng không ạ?
Thì hiện tại thì một cái chậu như thế này rơi vào ít nhất là 3 thân mà chỉ có 140.000 thôi, đến cuối năm chắc chắn là mỗi một chậu như vậy nó phải dài tầm 50 cm trở lên cho một thân. Đó. Thì cô chú anh chị có sở hữu ngay một cái chậu trầm rồng đỏ có 140.000, một cái chậu trầm rồng đỏ rất là tuyệt vời để mà thưởng thức hoa Tết. Sang bên này đây thì em có những cái chậu giả kawaii tím xưa, cô chú anh chị nhìn ạ. Quá là tuyệt vời luôn, và chậu giả kawaii tím xưa này cũng rơi vào 3 4 thân trở lên đấy cô chú anh chị. Có những thân nó đã dài khoảng tầm 40 cm rồi, cũng với giá chỉ có giả kawaii tím xưa 150 cho một chậu cô chú anh chị nhá. Đó. Và sang bên này thì em có một cái chậu giả hạc Hawaii trắng xưa đấy ạ. Cái chậu giả hạc Hawaii trắng xưa này thì có 3 thân rất là đẹp như thế này. Em bán cái chậu này với giá là 130. Còn cái chậu này thì nó cũng bị lỗi ngọn và dập lá một chút xíu, nên là cái chậu này thì em xin phép được bán nó với giá chỉ còn có 100.000 thôi. Đó, giả hạc Hawaii trắng xưa, hoa trắng không tì vết nhé. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu phi điệp cánh viền. Bình thường em bán 160.000 cho một chậu. Hôm nay em cũng xả hàng mỗi một chậu rơi vào 3-4 thân. Với giá em bán ở đây là mỗi một chậu là 4-5 thân trở lên đấy ạ. Em bán với giá chỉ có 120. Và sang bên này sẽ là những cái cây phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Cái dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng hiện tại những cái thân của nó có những thân, nhiều thân trong một chậu là có ít nhất là 3 thân. Và cái này thì em thấy là đa số là nó dài trên 40 cm rồi cô chú anh chị ạ. Cái dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này, cái mặt đông đẹp cực kỳ là xuất sắc. Như cái năm đầu tiên mấy dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này mới bán đầu tiên á, thì mỗi một thân là người ta bán đến khoảng tầm 300 mà chỉ khoảng cao khoảng 30 cm thôi. Đó, thì hiện tại một chậu như thế này là 3 thân, rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Hàng về cực kỳ là nhiều nên thoải mái cô chú anh chị lựa chọn luôn. Em bán một cái chậu như thế này chỉ với giá có bao nhiêu ạ? 140.000 cho một chậu thôi ạ. Quá là rẻ bất ngờ luôn, mà hàng này là hàng ươm ki chuẩn mặt đông cây giống nhá. Chuẩn mặt đông cây giống cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Đấy. Sang bên này thì em có những cái chậu lan vũ nữ. Trước tiên là dòng lan vũ nữ mèo cam cô chú anh chị thấy ạ. Bông hoa rất là xinh đẹp luôn cô chú anh chị này. Mỗi chậu như thế này hiện tại là đang có nụ hoa, em bán với giá là 140 nhé. Sau bên này đây sẽ là dòng lan ngọc nữ. Cái dòng lan ngọc nữ thì hiện tại là cây đang có hai cái cần hoa như này, em bán với giá là 140. Và chậu tiểu thần tiên, nghe nói đến tên thôi chắc chắn cô chú anh chị tưởng tượng ra cái mặt bông rất là tuyệt vời của nó rồi, chậu cực kỳ là nhiều giả hành, giá em bán là 140. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan mau die đỏ, dòng lan hài mau die đỏ với sắc hoa đỏ thắm như thế này cô chú anh chị này. Đó, đây là cái mật hoa bông của dòng mau die đỏ nhá, sắc hoa đỏ thắm luôn như vậy. Và một chậu thì có một thân, em bán với giá là 150.000. còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu mau die xanh, cái dòng lan mà đã thuần chậu và cực kỳ là dễ trồng dễ chăm, cái bản lá to bự, thân cây to bự như thế này, chậu rơi vào ít nhất là 2 thân. Dòng này thì cái khuôn bông hoa như mau die đỏ nhưng mà nó có màu xanh cô chú anh chị nhá. Em bán với giá 250.000 cho một chậu mau die xanh này. Còn sang bên này đây thì em có cái dòng lan Lecochilium, dòng lan hài Lecochilium bình thường giá trên thị trường 250, em xả còn có 150 cho một chậu. Bên này sẽ là dòng hài lan hài vân, em bán là 120.000 cho một chậu lan hài vân có 2 cây nhé cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi, đặc biệt là những cái giò quế lan hương, dòng lá xếp cũng như là dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng hiện tại đang đi vào mùa nụ mùa hoa rồi, và em đã chia ra theo từng hình ở đây để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những phần lan ưng ý nhất. Em xin phép được giới thiệu nhanh đến cô chú anh chị nhé. Vài dòng quế lan hương thì cái mùa này cũng là mùa ghép rất là tuyệt vời của nó rồi, tại vì là nó chuẩn bị đi vào cái mùa nụ ấy, nên là cũng là mùa sinh trưởng phát triển mới của cây. Và bên này sẽ là hình số 1 là một cái rề quế lan hương, cây mẹ cây con chi chít tròn vo rất là đẹp như thế này cô chú anh chị này. Đấy, hàng lá xếp và cây mẹ cây con, hàng không bỏ lá chân rất là tuyệt vời như thế này. Em bán cái rề quế lan hương này với giá là 580.000 cho rề quế lan hương này cô chú anh chị nhé. Nguyên một rề luôn ạ. Và ở đây là có 4 cây bố mẹ với cả một đàn con ở bên dưới này nhá. Đây cô chú anh chị này. Đó. Rất là đẹp luôn. Giá em xin nhắc lại là 580.000. Đó, nguyên một rề chung gốc rất là đẹp như thế này. Cái hàng bản là ngắn cực kỳ là xinh. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 2. Cái hình số 2 này thì em có tất cả là 4 ngọn quế lan hương lá xếp ở đây. Với giá em bán là 260.000 cô chú anh chị nhé. Khoảng tầm vài hôm nửa tháng nữa thôi là cây sẽ cho nụ rồi ạ. 260.000 cho hình số 2.
Hình tiếp theo là cái hình số 3. Hình số 3 này cô chú anh chị nhìn cho em. Cái hình này là em có đây. Đây là một cái cây mẹ con này. Bản lá rất là to đẹp luôn ạ. Và bên này là à chỗ này là đâu? Như đâu chỗ này cũng là một dề chứ. Một dề 4 đầu ngọn cô chú anh chị ạ. Đấy. Đây, chỗ này là một dề, em thấy là có 4 ngọn. Cây mẹ con như thế này và thêm mấy cây rời bên kia nữa. Cái dề này em xin phép được bán với giá là 380 nghìn. Đấy, 380 nghìn cho cái hình số 3. Hình số 3 cô chú anh chị nhá. Lá láng bóng rất là đẹp như thế này. Đấy, cây mẹ cây con. Tuyệt vời luôn. 380. Và tiếp theo sang bên này đây sẽ là hình số 4 ạ. Hình số 4 là một cái lô cũng là một dề. Một dề quế lan hương này là dòng quế xếp rụt có tất cả là 4 đầu ngọn. Em xin phép bán cái hình này với giá là 350 nghìn cho hình này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 5. Hình số 5 này cũng là nguyên một dề quế cô chú anh chị nhá. À không, bên này là à đúng rồi, bên này là một dề 3 đầu ngọn. Quế xếp rụt và thêm bên này là một ngọn này nữa. Đủ cô chú anh chị là một giò, một chậu tuyệt vời luôn. Và hình này em xin phép cũng được bán với giá là 350 nghìn cho hình quế lan hương này. Và sang hình tiếp theo là hình số 6. Hình số 6 đây đây là một cái cặp đôi bố mẹ quế lan hương, bản lá to tròn xếp rụt với hai cây con ở bên dưới ạ. Đẹp. Và cái hình quế lan hương này em xin phép được bán với giá là 380 nghìn cho hình quế này nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Cô chú anh chị cùng ngắm và lựa chọn giúp em. Hình số 7. Hình số 7 này thì em có 3 đầu ngọn quế lan hương xếp thẳng tắp như vậy. Đó. Bình thường em nghĩ rằng những cái ngọn quế đẹp như thế này chắc là người ta cũng phải bán tầm ít nhất là 200. Thì 3 cái đầu ngọn như vậy em xin phép được bán cả lô này với giá là 330 nghìn nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 8 ạ. Hình số 8 này có 4 đầu ngọn quế lan hương cũng là dòng xếp rụt như thế này. Đó, 4 hình quế lan hương hàng xếp rụt như thế này nhá. Đây khá là lớn luôn ạ. Và cái hình này em xin phép được bán hình này với giá là 290 nghìn. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9 ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em. Hàng đẹp miên man như vậy nhá, hình số 9. Đấy, cây này không biết là có lỗi ngọn hay không nhưng em thấy là đang mọc lên cây con ở ngách này. Hình số 9. Em xin phép bán hình này với giá là 290 nghìn ạ. Xếp rụt quá là tuyệt vời luôn. Và sang bên này đây sẽ là hình số 10. Hình số 10 này là một cái cặp đôi bố mẹ không rất là ít bỏ lá chân, bản lá to và rất là đẹp này. Với cả một cây con ở đây cô chú anh chị nhá. Một cây con ở đây. Và cái hình này em xin phép cũng được bán cặp đôi này. Cặp đôi này em xin phép được bán với giá cũng là 350 nghìn cho cái hình số 10. Hình số 10 ạ. Và sang hình số 11 ạ. Hình số 11 là cũng là 3 đầu ngọn quế xếp như vậy, đẹp như vậy nhá. Hình này em xin phép được bán với giá là 310 nghìn. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 12. Hình số 12 là một cái khúc quế lan hương hàng nguyên bản. Em sẽ quay xa để cô chú ý chị có thể cảm nhận được. Cái hình quế lan hương này thì cái bản lá này rất là tròn, rất là tròn cô chú ý chị nhá. Quay nào để cho cô chú ý chị nhìn thấy nhỉ. Bản lá quế lan hương này là lá tròn mít cô chú ý chị nhá. Bản lá sáng bóng, bóng loáng luôn ạ. Dạ. Với chất lá cực kỳ là đẹp. Và cái bản lá này chắc cũng phải rơi khoảng tầm 4 sen. Và ở đây thì em đếm cái cặp lá của nó này. Cây không hề bỏ lá chân luôn. Và đếm đâu là được khoảng tầm 20 cặp lá. Đây, một cây mẹ và hai cây con. Đếm được khoảng tầm 20 cặp lá cô chú anh chị nhá. Cây không bỏ lá chân. Đẹp lộng lẫy tuyệt vời như thế này. Và sang bên này. Ồ, nó là nguyên chung một dề luôn ấy chứ cô chú anh chị. Chung một dề, chẳng qua cái cây bên này là nó lớn và nó đã mọc sang bên này thôi. Đó. Một mẹ ba con, cây mẹ của nó khoảng tầm 20 cặp lá. 20 cặp lá cô chú anh chị nhá. Và ba cây con cũng đã trưởng thành này. Đấy cô chú anh chị nhìn thấy ạ, cái chất lá cây mẹ cây con đẹp tuyệt vời như thế này nhá. Và ở đây thì cái hàng vận chuyển ở trên rừng về thì cũng có bị rách lá một chút xíu này. Cô chú anh chị nhìn cho em. Và cái giò quế lan hương này thì em xin phép được bán nó với giá là 1.600.000. Cô chú anh chị nào lấy sở hữu cái giò quế lan hương đẹp xuất sắc này
Xin phép được cọc trước cho bên em là ít nhất là 500 nghìn cô chú anh chị nhé, thì em sẽ gửi hàng ạ. Ở đây thì cái giá thể của nó là cũng mục rồi đấy cô chú anh chị, về chắc là cô chú anh chị phải ép lại. Đó, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em, rất là đẹp luôn. Nói chung là thỉnh thoảng hy hữu mới có được một cái dề quế này, và cái giá 1,6 triệu thì em nghĩ là nó rất là rẻ luôn ạ. Mà sang bên này đây thì em cũng có là hình số 13, cũng là một cái khúc quế nguyên bản. Trên đầu trên này là một mẹ một con, cũng không bỏ lá chân và cây con cũng khá nhiều cặp lá này. Bên dưới này thì cũng là một cái cây này, khá là lớn. Và cái hình này em xin phép được bán cái hình quế lan hương này nhá, là 550.000 cho hình quế lan hương số 13. Và hình tiếp theo sẽ là hình số, dạ, cô chú ý chị nhìn lại cho em. Đấy, cái hình quế rất là đẹp. Và sang bên này đây là một cái tác phẩm quế rất là tuyệt vời luôn ạ. Cây mẹ, một cây mẹ rất là cao dài và các cây con thẳng tắp ở đây. Đây là nguyên một dề này cô chú anh chị này. Cây con ở đây là có một con, hai con, ba con cô chú anh chị nhá. Một mẹ với ba con với dề quế này em xin phép được bán với giá là 1.400.000 cho dề quế này. Cô chú anh chị nào lấy cũng vui lòng cọc trước cho bên em 400.000, ít nhất là 400.000 cô chú anh chị nhá. Một mẹ bốn con và cái hàng này mà cô chú anh chị lên trụ thì phải nói là một cái tác phẩm tuyệt vời luôn. Đấy, cây mẹ này và cây con, cây mẹ rất là cao lớn và cây con thì thôi rồi, thẳng tắp luôn cô chú anh chị. Và sang hình tiếp theo, cái hình này cũng là hình số 15. Hình số 15 này cũng là mua nguyên một dề quế. Em sẽ quay xa để cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái độ siêu phẩm của nó này. Đó, cái hình quế này là có tất cả là bao nhiêu ngọn đây? Nguyên một dề có 1, 2, 3, 4, 5 đầu ngọn nhé cô chú anh chị nhé. Có tất cả là 5 đầu ngọn ở đây ạ. 5 đầu ngọn và trong đó thì có cả ngọn con đang mọc ở đây kia. Vái dề quế này em xin phép được bán với giá là 1.200.000. 1.200.000, cô chú anh chị nào lấy giò này thì cọc trước cho em ít nhất là 300 cô chú anh chị nhé, với siêu phẩm quế ở đây ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Hình số 16 này em bán với giá 270 với 3 đầu ngọn quế. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 17. 17 này cũng là 3 ngọn quế, rất là đẹp. Hình này em bán với giá 300.000 và hình số 18 em xin phép được bán 350.000 trong cái dề quế này cô chú anh chị này, bản lá to, láng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Đấy, 350.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 19. Hình số 19 này có 8 đầu ngọn xếp xinh như vậy. Em bán hình này với giá 240 và hình tiếp theo sẽ là hình 20. Đẹp lắm cô chú anh chị này. 3 ngọn quế đẹp tuyệt vời. Hình quế này em xin phép được bán với giá là 360.000 cho hình quế này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 21, cũng là 3 ngọn quế siêu VIP đẹp này, em bán với giá là 350.000 ạ. Sang bên này sẽ là những cái tác phẩm cáo của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Thời điểm bây giờ là thời điểm đẹp nhất trong năm để cô chú anh chị ghép cáo. Cô chú anh chị về ghép khoảng tầm 1 tuần thôi, 1 tuần thôi đến khoảng tầm 15 ngày là ra rễ rất là đẹp rồi. Hôm nay em nhận 1-2 quả bom dáng hương đuôi cáo. Về hàng không hề xuống lá, không biết là đi bao nhiêu ngày và về rễ thì đâm chi chít luôn. Đấy, rễ đâm chi chít luôn, hình như đâu là khoảng tầm 1 tuần gì đó. Đấy, một cái thánh bom hàng bên em. Được khoảng tầm 1 tuần về mở ra thì cây ra rễ chi chít luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, mùa này cô chú anh chị, kể cả những cô chú anh chị nào mà ghép cáo mới trồng lan mà ghép cáo ở thời điểm bây giờ cũng là tuyệt vời nhất nhá cô chú anh chị nhá. Nếu như cô chú anh chị mà bỏ qua giai đoạn này thì những cái giai đoạn sau nó sẽ khó hơn rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Cái mùa này đang là mùa hoa, mùa nụ và mùa bắn rễ khỏe nhất của cáo đấy ạ. Hình này là hình 22 có 9 cây nhá. 9 cây quế cáo rất là đẹp như này. Em bán hình này với giá chỉ có 160 thôi cô chú anh chị nhìn ạ. Quá là mướt đẹp luôn ạ. Hàng em chọn lựa rất là kỹ luôn rồi cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23. Cô chú anh chị nhìn cho em một cái lô cáo tuyệt vời như thế này. Em bán hình này với giá là 190.000. Hình này có 6 cây cô chú anh chị nhé. 6 cây rất là đẹp, 190.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 24, cũng là một lô rất nhiều. Hình này có đến 7 cây khá là lớn ạ. Đây, 7 cây to đẹp như vậy. Hình này em xin phép được bán 180.000. Lô cáo to bự, một ôm như thế này có 180.000, rất là đẹp. Hình tiếp theo hình 25, cái lô này có tất cả là 8 cây và em bán với giá là 170.000. Và hình tiếp theo 26, hình này có đến 13 cây với giá là 160 thôi cô chú anh chị nhé. Hình số 27. 27
Lô này có đến 20 cây với giá là 170.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 28. Hình 28 này là những cái cây cáo lá ngắn và nhiều cây xếp V rất là xinh. Hình này em xin phép được bán với giá là 170.000 và còn nó có đến 15 cây cô chú anh chị nhé. 15 cây cô chú anh chị nhìn cho em những cái cây cáo rất là đẹp. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10 29, 8 cây ạ. Hình này em bán 160. Và hình số 30. 30 này là có 22 cây nhá. 22 cây cáo ở đây ạ, cô chú anh chị nhìn ạ, xinh không ạ? Hình này em bán với giá là 170.000. Sang bên này đây sẽ là hình số 37 này. Em xin phép được nhảy cóc để đi hết hàng rời lại nhá. Hình 37 với giá là 170.000, hình này có 14 cây. Và hình số 38, hình này có 16 cây ạ. 16 cây với giá là 170.000 cả một lô như vậy nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 39, cái lô này 9 cây cũng khá là lớn đấy ạ. 9 cây khá là lớn ở đây em bán 170.000. Và hình tiếp theo, hình 40, 9 cây. Lô này cũng là 9 cây rất là đẹp. Và lô này thì em cũng bán với giá là 170.000. Và lô 41, hình 41 có tất cả là 11 cây cô chú anh chị nhé. 11 cây khá là lớn ở đây. Và em xin phép được bán với giá là 170.000. Hàng cáo bên em thì chọn lựa rất là kỹ luôn. Quay lại bên này sẽ là những cái giò cáo thuần. Cái giò này thì cô chú anh chị về thưởng thức hoa luôn. Cái chậu này đang có hai cái cần hoa. Đấy, một cái cần hoa thì bị hỏng mất một nửa rồi. Chậu này em xin phép được bán với giá là 200.000, đây là chậu 31 nhé. Chậu 32, 5 cây và một cái cần hoa ở đây em bán với giá là 210.000. Và tiếp theo là chậu số 33. Chậu số 33 này em xin phép được bán với giá là 230.000, có hai cần hoa 3 cây. Và chậu số 34 với giá là 150.000, một chậu 2 cây, chậu đất nung, đang có một cần hoa. Và chậu 35 với giá em bán là 220.000 nhé. Tiếp theo là 36 này, cái chậu 36. Em bán chậu này với giá là 220.000 ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là chậu số 44 nhá cô chú anh chị nhá. 44 ạ. Một cái hình dáng hương đuôi cáo này có 34 đầu ngọn và hai cần hoa, em bán với giá là 250.000 cho giò này. Và sang bên này đây sẽ là một cái giò 45. Đây là một cái khúc cáo mà dân người ta thuần không biết là bao nhiêu lâu rồi này cô chú anh chị này. Hiện tại đang có hai cái cần nụ nhá. Hiện tại đang có không phải hai cần nụ mà đã ba cần nụ luôn. Đấy, cái cần nụ này tím lịm luôn này cô chú anh chị này, không biết là cái sắc hoa như nào. Đấy, cái sắc hoa này xanh hơn, cái cần bên kia cũng xanh hơn. Đó, chắc chắn là một cái giò đa sắc màu rất là tuyệt vời luôn rồi. Với giò cáo này ba đầu ngọn và ba cần hoa rất là đẹp như vậy. Hình này em xin phép được bán với giá là 250.000 cho giò dáng hương đuôi cáo hình 45 cô chú anh chị nhá. 45 ba cần hoa để cô chú anh chị chơi một mùa hoa trọn vẹn luôn. Và hình tiếp theo là hình số 46 của chú anh chị nhìn cho em. Cái khúc dáng hương đuôi cáo này là không biết là nguyên bản hay là dân người ta ghép. Để đây, em thấy là cái phần gỗ người ta chặt như vậy. À đây, cái phần này thì dưới này bị khô rồi, chắc là cái hàng người ta chặt ở cây về hay là như nào đó. Cái khúc này thì có tất cả, hiện tại em nhìn thấy là có cũng là 4 đầu ngọn cô chú anh chị ạ. À, 4 cần hoa dài tít tắp luôn. Trời ơi, cái cần hoa này dài phải tầm 50 cm cô chú anh chị ạ. Đang có 4 nụ hoa để cô chú anh chị về thưởng thức nhé. Nhiều cây lá xếp V thẳng rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Cái giò này có 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. 5 cây cáo, 4 cần hoa. 5 cây cáo lớn với 4 cần hoa. Ui, đây cô chú anh chị nhìn kỹ cho em này. Đó, 5 cây cáo lớn với 4 cần hoa ở đây. Và một cái cây con bên này nữa. Giò này em xin phép được bán với giá là 300.000 cô chú anh chị nhé. 300.000 cho giò dáng hương đuôi cáo này. Đẹp lộng lẫy luôn, rất là đẹp luôn ạ. 300.000, 4 cần hoa. Và chậu tiếp theo là chậu 47. Cái chậu này em bán với giá là 220.000, 4 cây 5 cần hoa. 4 cây 1 cần hoa chứ cô chú anh chị. Và bên này thì em có một cái cặp mẹ con cáo đang nụ hoa ở đây này, em bán với giá là 100.000. Và một cây này nữa, một cây này nữa thì thôi em xin phép bán là 120.000 cô chú anh chị nhá. Cái hình này ạ, 120.000 ạ. Và sau bên này thì em có một cái khúc này, hai ngọn. Hai ngọn này cô chú anh chị, đang có một cái cần hoa xinh xinh ở đây. Đấy, cây này này, đấy, có hai đầu ngọn như vậy nhá. Cả hai cây này đều trưởng thành, đều cho hoa hết, nhưng nụ hoa này hỏng rồi này. Nụ hoa này còn nguyên này, em bán cái hình này với giá là 60.000 cho hình này nhá. Một cái chậu điệp tím của vùng Cao Bằng ạ. Cái chậu điệp tím của vùng Cao Bằng này em xin phép được bán với giá 200.000. Hiện tại đang lên hai mầm rụt vụ, đốt ngắn cổ rụt, đang ba cần nụ nhá cô chú anh chị nhá. Sang bên này sẽ là dòng đây là cái dòng Phú Thọ hàng ươm ti. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là 150.000. Chậu số 2
với giá là 220, hàng Hương Ti cô chú anh chị nhé. HO chậu này 400 450, chậu số 2 và HO này là HO số 4 với giá cũng 450, HO số 1 với giá cũng 450 ạ. Và HO bên này sẽ là HO số 4 với giá cũng 450 và cái chậu này là số 5 450. Sau bên này thì sẽ là những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Miến rong khe đén với giá là 100.000 cho một túi 1 kg, và chuối hột khô ạ. Chuối hột khô với giá em bán là 100.000 cho một túi 1 kg nhé. Nấm ngọc cẩu 150 với một tần với giá 120. Và mắc mật, một cái gia vị tuyệt vời thơm ngon của vùng Cao Bằng, một túi 1 kg với giá 120. Và bên này sẽ là cái gì đây? Là cái nấm cái này là táo mèo khô 100.000, và tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến là 190 nhé. Hoàng tinh em bán với giá 200.000, và măng lưỡi lợn với giá là 200.000 cho một túi 1 kg. Bên này sẽ là những cái chế phẩm và vật tư dành cho lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn nhé, đồng giá 20.000 trong 1 kg. Và cái giớn vụn giá thể chống lan tuyệt vời với giá là 40.000 trong 1 kg, rêu rừng 50.000 trong 1 kg, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 trong 1 lọ, 50.000 trong 1 cặp, dưỡng chất AB 50.000 trong 1 lọ, Atonic 10.000 trong 1 gói, super thai hóc môn tăng trưởng 50.000 trong 1 lọ, liền da mỹ tiến với giá là 40.000, liền da sẹo đen với giá là liền da mỹ tiến đây 40.000, liền da sẹo đen là 50.000 nhé. B1 thái 40.000 trong 1 lọ, B12 giải độc cho cây với giá 30.000 trong 1 lọ, 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá 30.000 trong 1 lọ, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 trong 1 lọ, siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho 1 lọ. Và ba loại và phân bón dạng túi lọc một hộp như vậy với khối với 30 túi lọc, 20 túi lọc bên trong với giá là 35.000. Chi Châu Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói, một túi như vậy là 1 kg với giá là 50.000, một hộp 1 kg với giá là 130 nhé. Dây buộc lan chiều dài 100m, dao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng với giá là 35.000 cho một túi. Kim Boom đặc trị thiếu nhũn 25.000 cho một gói. Và phân bón dạng túi lọc cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, được làm từ vịt chuối, phân châu, đỗ tương và đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Em bán với giá chỉ có 35.000 thôi. Và giá của sản phẩm trên thị trường, người ta bán một cái sản phẩm phân châu chỉ qua xử lý và nén viên thì người ta cũng đã bán lên đến bao nhiêu ạ? Ít nhất là 60.000 rồi cô chú anh chị nhé. Còn sản phẩm bên em ở đây không chỉ có phân châu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương. Cô chú anh chị biết rằng là với những cái thành phần đó người ta đã bỏ ra rất là nhiều công sức thêm vào và tạo ra một cái loại phân bón phải nói là cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tối đa và tuyệt vời nhất đối với cây, mà giá thành thì vô cùng là rẻ. Ở đây là hàng em mua tại xưởng, tại nơi sản xuất đấy, nên là cô chú anh chị yên tâm là cái giá mà cô chú anh chị mua là dưới hẳn giá sỉ của người ta luôn cô chú anh chị nhé, là 35.000 cho một cái túi phân châu như vậy thôi. Và sang bên này thì em có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000 cô chú anh chị nhé. Đây là những sản đây là cái dòng tinh dầu từ hoàn toàn từ cánh hoa hồi tự nhiên, nên là rất là lành tính đối với sức khỏe. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở